Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin High News. Hãy cùng điểm lại những tin tức quan trọng tại Hybrid Technologies trong tháng 9 vừa qua nha. Tái khởi động Fresher Program 2020 đợt 2. Chương trình đào tạo tài năng trẻ Fresher Program 2020 khởi động trở lại, mang tới lộ trình phát triển toàn diện về chuyên môn và kỹ năng mềm cho thế hệ nhân tài công nghệ thông tin. Khóa đào tạo mở cổng đăng ký tại cả 3 miền với nhiều vị trí ứng tuyển như Frontend, Python, C Sharp, Java, Mobile. Ứng viên trúng tuyển có cơ hội học tập, làm việc cùng chuyên gia công nghệ thông tin, tham gia dự án thực tế, trải nghiệm quy trình chuẩn, công nghệ mới. Ứng viên quan tâm tới chương trình có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và cách thức ứng tuyển tại website fresher.hybrid-technologies.vn. Ngày hội khám sức khỏe định kỳ 2020. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm được tổ chức tại Hybrid Technologies nhằm đảm bảo quyền lợi, nâng cao nhận thức về sức khỏe cho Hybriders. Chương trình thăm khám toàn diện bao gồm các xét nghiệm máu, siêu âm, nước tiểu, chụp X-quang tim phổi, khám tư vấn đa khoa. Đây cũng là một trong những việc góp phần phòng chống dịch bệnh hiện nay, tạo sự an tâm cho nhân viên công ty. Sự kiện mùa trăng sum vầy, tình Hybrid đông đầy. Bữa tiệc đoàn viên nhân dịp trung thu tại Hybrid Technologies được tổ chức ấm cúng, quay quần cùng nhiều hoạt động tại ba miền. Gian hàng trò chơi, tiết mục văn nghệ Hybriders, nhận quà bánh trung thu. Hybrid Technologies mong muốn tạo sự gắn kết, giữ vững bản sắc công ty thông qua các hoạt động nội bộ được tổ chức thường xuyên. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin High News tháng 9. Cùng chờ đợi những điều mới mẻ trong những bản tin tiếp theo của High News các bạn nhé.